Hello everybody, welcome to Health VKT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì chắc cũng có tuần nãy hơn rồi đó. Thì Health không có up cái thể loại game này là gọi là game gì ta? Trước là nó là tên là gì? Ma đồng gì đó. Với lại con gì tu tiên hả ta, phàm nhân tu tiên đúng không? Giờ cũng không nhớ là trước nó tên gì luôn anh em. Nhưng mà game này trước em cũng có up thì lâu rồi không có up. Thì hôm nay có một server khác à, nên cũng lướt qua ghé coi có anh em nào chơi không hả. Chơi thì tải về hả. Đây đầu game thì Phi chúng ta VIP 10 hả, ở lòng VIP 8 rồi. 2 4 6 1 triệu rưỡi rồi hả. 2 4 5 500, giờ chắc chạy nhiệm vụ lên level 20 cái đã hả. Đây thú cưng quy cho chúng ta được một con ếch, nói chung là 4 ếch rờ hả, ma đồng giáng thế hả. Được. Đầu vô cho chúng ta một con bét như vậy là cũng khá ngon rồi anh em. Đó. Để chạy cho nó lên 20 rồi chúng ta qua học thông tin server cái hả. Hôm kia có con nào phụ không ta? Trời chiến không luôn. Thì ok, để chút ra ngoài coi sao. Đấy, level 20 rồi. Đây, thông tin server Nata hả? Đây, Nata H5, Nata ma độc giáng thế. Game online, game ma độc giáng thế. Chơi trên mọi thiết bị hả? Không cần cài đặt. Chính thức khai mở X1 Nata 10 giờ ngày 8 tháng 8. Này, link game nè, fanpage nè hả? Rồi, Tân Hữu nhận ngay VIP 8 500.000 kim nguyên bảo, 500.000 kim nguyên bảo khóa. Code Nata ma độc nè, chiếc ma độc giáng thế 5 triệu kim nguyên bảo không khóa. Code Lice, 1 thẻ Hanot, 1 thẻ Hốt Nốt Iron Man, 5 triệu không khóa. Đù, vậy tính ra là phi tổng hết là 15 triệu rồi. Rồi thêm 3 con tướng SSR nữa. Wow, thơm đấy. Rồi đăng ký tài khoản nhận cái gì? Đăng ký nhận code Lice nè hả. Đó. Rồi đua top luôn. Đua top, thực hiện đua top từ 10 giờ ngày 8 tháng 8 đến 23 giờ ngày 15 tháng 8 hả? Top 1 nhận ngay 300 hẻ hút nốt hả? Gơi hồn thiệt chứ. Đồ 10 hẻ để nhất kiếm luôn. 50 triệu kim nguyên bảo không khóa, 50 triệu kim nguyên bảo khóa. Wow, hôm đấy. Em thấy đua top có bộ ngon hả? Và game mới ra chỉ có một server duy nhất nha anh em. Đó, à, thấy có bộ mê hả? Ê, một quay. Ủa nó có một quay không ta? Đây nó có một quay nè. Nè, cha chị. Trời ơi, thêm lượt là thấy lần thứ hai nữa là Sukana rồi. Biết ngay mà là Sukana mà. Không có lần nào mà thêm một lượt nữa là ngon hết đó anh em. Đây, tích nạp. Tích nạp 50 lần. Điểm danh nhận xu. À, không có điểm danh nhận xu. Ở đây chúng ta nhập code đi ha. Ok, code. Cái này chắc lấy code like xe nó ngon hơn ha. Á đục. Trời ơi, sao code chưa nhập được ta? Rồi để nhắn tin admin xin code rồi hỏi sao code này chưa có xài được cái đó. Ok, Heo đã nhập code được rồi hả? Ok, nhập code xong rồi. Bây giờ chúng ta đây húp nè hả, 5 triệu nè hả. Đó. Rồi 5 triệu khóa nè. Rồi thốt nốt nè hả. Rồi Iron Man đó. Đây là quà code lái xe hả. Còn đây là code đây, code này code Tân Hữu. Đây có Tân Hữu thì chỉ có 5 triệu thôi. Tổng là chúng ta có 13 triệu
500 kim nguyên bảo thường và 6.500.000 kim nguyên bảo khóa hả? Đó. Ok, nhận hết quà này nọ thì nó lên cỡ bao nhiêu đó nha anh em. Bao nhiêu đây thì chúng ta chơi game cũng ok rồi. Nói chung thì cũng game mà free hết thì ta gọi là game free hoặc game thâu rồi hả? Chứ nó đâu có mà đua top làm gì. Còn gì nó đâu mà đua top đúng không anh em? Ok. Tầm bảo Thanos đủ. Ngon vậy. Tầm bảo mà để hút nốt ở trong này luôn nè. Mà tóc thì chớ. Nguyên vũ hoạt động. Hoạt động quay sổ số. Ok, thần ma giáng lâm, thần nữ. Rồi thần thú. Rồi nguyên nữ đùng. Và con này nạp đầu có gì ta? Này, nạp đầu chúng ta sẽ nhận được nữ vương hả? Ok, nhưng mà ở đây chúng ta mở hút nốt nè ha. Đây, húp. I am húp. I am Iron Man. Đó. Đây, I am hút nốt đường vàng. Đó. Game free cho chúng ta 4 con SR luôn nha anh em. Một con ma đồng giảng thế ha. Một con hút nốt, một con Iron Man. Đó. Mà tính ra là 2, 4, 6, 7 2, 4, 6, 7 ok. Để cái này số 0 nhiều hơn nên nhìn nó dài dài hơn. Tưởng đâu là nó mạnh hơn. Ok. Tắt cái auto quá đã. Ok, tắt cái tự động đánh đi. Để vô đây tầm bảo nè. Đó. Quên, đúng rồi, qua mở server giảm giá tích nạp tinh linh tổ kỳ chắc là chưa có open server nên còn ít hoạt động ha. Ok, những ngày phó bản ra kim nguyên bảo hay xếp liên server ra kim nguyên bảo hoạt động kim nguyên bảo đấu trường kim nguyên bảo ban hội nè ha. Được, có nhiều anh em đang test trong này luôn ta. Rồi ạ, cửa hàng đấu giá rồi. Okay, nhìn chung thì con này ngon ha. Này tiên nữ nè. Đó. Đây, kích hoạt. Rồi, đâu rồi. Nếu chúng ta nâng cái này lên sao ta? Đó, bỏ vô đây. Rồi Iron Man đủ chỗ luôn trời. Thiệt chứ. Hút nốt đường vàng mà bây giờ nếu mà tầm bảo thì nó có ra được hút nốt không ta? Chúng ta có 13.000.000 ha. Đấy, tầm bảo tí thì chắc nó cũng heo nghĩ nó cũng ra được cái gì đó nó ngon ngon ha. Chứ nó không tới nổi nào đâu. Đó. Chơi bời cũng có đang có khá nhiều anh em đang test nè. Đó. Đù, nó được ức bạc luôn hả? Được chứ bộ. Rồi. Rồi mở ra được cái gì đây? Hổ xí rồi hổ xí chứ không phải là hổ xí gì đâu. Đây, S, 2SR nè hả? Rồi 3SR nè. Dạ. Ra hút nốt cũng chắc cũng tốn kém lắm á. Hút nốt nè hả? Rồi, ok. Thì hôm nay chúng ta đến với con Natra Ma Đồng hả? Thì em nó khai mở server rồi. S1 vào lúc 10 giờ hả? Ngày 8 tháng 8. Đó, phi kim nguyên bảo đầu game khá ít ha. Nhưng anh em nhập code like share thì chúng ta sẽ nhận được 10.000.000 kim nguyên bảo, một thẻ Thanos Iron Man húp ha. Còn code tân hữu thì được 5.000.000 nữa, tổng là 15.000.000 nha anh em. Đua top thì chúng ta nhận 50.000.000. Nhưng mà quan trọng nè, đó, top nè. Rồi 30 thẻ tướng. Đó, đâu 300 mà 3 cái, 4 cái. Ồ, 3 cái luôn cơ hồi kia chứ. Thẻ đệ nhất kiếm nữa nè hả? Đệ nhất kiếm nó nằm đâu ta? Đệ nhất kiếm chắc nằm khúc dưới quá. Nghe đệ nhất kiếm đồ nó cũng nè. Đồ mà 10 thẻ đệ nhất kiếm. À. Ghê hồn.
Rồi, ok, bye bye. Chào tạm biệt các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, bye bye.